nên là ngâm đỏ như mấy bữa đỏ với đánh đa đau rồi. Bữa nay bắt đầu đau rồi. Hồi trước ngứa do cái yếu lây mụn kia ngứa chứ đụng nóng đau vậy nặng dưới này nè sẽ đau hơn á. Trời ơi, gần bứt mỏ cái tay. Nặng đây này, chị gồng mỏ cái tay thì chị luôn. Chứ nặng kiểu kia là em không thấy quay luôn á. Hay là bà này bà không gồng. Bà gồng là cái tay chị cũng rớt luôn á. Quen đô rồi. Không qua. Đau ngay vẫn đau mà. Không quen được. Cái chị quen mấy cái này không nên quen. Bỏ. Không thích quen mấy cái này đâu. Không thích. Nhưng mà không thích cũng phải thích thôi. Cái thế rồi. Cái là không đau mà không hiệu quả được. Không đau mà không hiệu quả mới tức. Trời trời. Nó muốn gồng muốn tắt thở luôn. Hồi lần đầu tiên là qua em là 6 cá à? Ừ. 8. 8 à? Hồi xưa muộn không ghê em đi nhiều. Nặng mà không biết. Muộn mệt lắm. Cuộc đời ngắn liền với mụn mà. Phải không chịu thấy chú chó. Chùa, hồi mà không nặng còn ghê hơn. Kinh dị. Mấy như nó đau. Trời, nó đau phải nặng tao chứ đằng trời.
Không đau mới lạ đấy. Em buồn ngủ hoang sương rồi trời. Dạ con buồn nào luôn, con thấy nó giống nhau. Nó không có được trời. Nó không có bắn. Nó không có phóng của to mắt mình lại. Chán thế. To to xí vô đây nhờ. Nó bán rá mình tỉnh ngủ. Xem nặng một như đây vô lắm. Mấy con không lo không thấy.